Sáng nay mùng 5 tháng 4, một vụ việc gây xôn xao dư luận tại Khánh Hòa khi một học sinh lớp 5 tại Khánh Hòa tử vong trên đường đưa đến bệnh viện, chưa rõ nguyên nhân. Nhiều học sinh khác cũng có biểu hiện ngộ độc phải nhập viện. Và ngay trong chiều nay mùng 5 tháng 4 thì Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa đã chính thức có thông cáo báo chí về sự việc này. Theo đó, vào khoảng 6 giờ 55 phút ngày 5 tháng 4, tại trường tiểu học Vĩnh Trường, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, có một học sinh lớp 5 trên 4 sau khi tự ăn sáng xong vào trường thì mệt và ngất xỉu. Nhà trường đã nhanh chóng sơ cứu cho học sinh này và gọi trung tâm cấp cứu 115. Khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu, học sinh đã tử vong do ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện, chưa rõ nguyên nhân. Cũng trong sáng mùng 5 tháng 4, từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, tại trường tiểu học Vĩnh Trường nói trên, các giáo viên phát hiện một số học sinh có dấu hiệu đau bụng, nôn ói, đau đầu, nên đã nhanh chóng tổ chức sơ cứu và chuyển 16 em vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 3 em vào Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang. Khoảng 9 giờ sáng, tại trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo cũng thuộc phường Vĩnh Trường, các giáo viên đã phát hiện một số học sinh có triệu chứng tương tự. Nhà trường cũng nhanh chóng chuyển 3 em vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, 5 em đến Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Nha Trang và một em đến Phòng khám Đa khoa Phúc Sinh. Đến 12 giờ cùng ngày, theo báo cáo từ các bệnh viện, tình hình sức khỏe của các em đều ổn định và đang được tiếp tục theo dõi tích cực. Cũng theo thông cáo báo chí của Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang, qua nắm bắt thông tin ban đầu, các em học sinh trên đã ăn sáng với nhiều món khác nhau tại các hàng quán và người bán hàng trong bên ngoài trường học. Và hiện nay thì công an cùng với các cơ quan chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân của vụ việc khiến cho 51 học sinh phải nhập viện và trong đó có học sinh lớp 5 đã tử vong. Thưa quý vị, ngày hôm nay mùng 5 tháng 4, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gốc chất lượng của loại kẹo khiến nhiều học sinh trường trung cơ sở Tân Châu, xã Tân Châu, huyện Di Linh, Lâm Đồng có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn kẹo có chữ nước ngoài mua từ một cửa hàng tạp hóa gần cổng trường học, nhiều học sinh có biểu hiện ngộ độc như đau đầu buồn nôn. Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 4 tháng 4, một số học sinh của trường Trung học cơ sở Tân Châu, xã Tân Châu, huyện Di Linh mua kẹo tại một tiệm tạp hóa gần trường học, sau đó chia cho các bạn chung lớp cùng ăn. Các em học sinh sau khi ăn kẹo đều có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Sau đó, các nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế huyện Duy Linh để kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Đến 19 giờ cùng ngày, sức khỏe các em đã ổn định và được cho ra về nhà theo dõi. Còn một học sinh tiếp tục ở lại trung tâm y tế huyện Di Linh do có triệu chứng nặng hơn. Đây là kẹo dạng viên, bên ngoài có in hình các loại trái cây và nhiều dòng chữ nước ngoài. Cơ quan chức năng của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã lấy mẫu kẹo để đi kiểm tra, làm rõ nguyên nhân. Thưa quý vị, thời gian gần đây, Dư luận đang xôn xao về vụ việc trường quốc tế Mỹ Việt Nam có trụ sở ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, nợ phụ huynh gần cả ngàn tỷ đồng. Giáo viên thì đình công, còn học sinh phải tạm nghỉ học. Sở dĩ rất nhiều phụ huynh đã chi hàng tỷ đồng cho nhà trường theo hình thức đầu tư vào giáo dục là bởi đổi lại cho con em họ sẽ được học tại trường miễn phí và khi hết thời gian học tập, chuyển trường hoặc không học nữa thì sẽ được trường hoàn trả lại tiền. Đây không phải là câu chuyện riêng của thành phố Hồ Chí Minh mà cũng diễn ra ở nhiều thành phố khác khi nhiều doanh nghiệp đầu tư vào trường học quốc tế nhưng thiếu vốn và phải huy động vốn bằng nhiều hình thức. ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này với khách mời của chương trình chuyên gia giáo dục tiến sĩ Lê Thống Nhất. Vâng ạ, rất cảm ơn uh, tiến sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Vâng xin chào bạn và xin uh, chào tất cả các uh, vị khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng ạ, thưa ông, về vụ việc uh, trường quốc tế Mỹ Việt Nam bị uh, phụ huynh đòi nợ. Vậy thì dưới góc nhìn của một chuyên gia về giáo dục thì cũng như cái sự quan sát của cá nhân ông thì quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này? Chúng ta thấy là đây là cái hiện tượng mà mới xảy ra bởi vì nếu như là trước đây kể cả các trường tư thục hay là ngoài công lập đấy thì thông thường ấy, là là có những học sinh có thể được là học bổng rồi có những học phí sinh thì là là được miễn học phí và cũng có những học sinh nộp học phí và thông thường thì nộp học phí thì nộp theo định kỳ đấy, có thể là nộp từng tháng hoặc là từng quý. Tuy nhiên là cái việc mà chúng ta xã hội hóa cái giáo dục và một số trường ngoài công lập ấy là có những cái hình thức để mà huy động vốn từ phụ huynh. Thì ở đây chúng ta phải lưu ý một điều này là riêng đối với trường quốc tế Mỹ Việt thì có đến 3 cách để học sinh và phụ huynh quyết định là là con em mình theo cách nào. Tức là cách thứ nhất tức là phụ huynh nộp 4 tỷ để con học toàn bộ các khóa từ lớp 1 đến lớp 12 và miễn phí. Và khi mà con kết thúc học tập thì sẽ được hoàn lại 4 tỷ ban đầu. Đấy. Cách thứ hai tức là nộp 2 tỷ. Đấy. Thì con cũng được học hết toàn bộ các khóa học. Và khi mà học xong thì có nghĩa là không được hoàn lại tiền. Và cách thứ ba nữa là đóng học phí theo tiến độ bình thường. Thế ở đây có một cái bài toán là tất cả các phụ huynh mà tham gia cái chuyện mà mà đóng góp của mình ấy, thì chắc là tôi nghĩ là chắc họ tính toán qua cái chuyện mà lãi suất ngân hàng, chúng ta cảm thấy là tất cả những cái, cái điều trường đưa ra là rất có lợi so với là lãi suất ngân hàng. Vì vậy cho nên là theo báo cáo của sở giáo dục đào tạo tp. Hồ Chí Minh thì như vậy là có đến 1.231 hợp đồng là theo cách thứ nhất, tức là nộp 4 tỷ và sau này được hoàn lại 4 tỷ. Đấy. Ngoài ra thì có 244 phụ huynh thì nộp 2 tỷ và không nhận hoàn lại. Và chỉ có là 6 phụ huynh thôi là nộp học phí theo tiến độ. Và như vậy thì khi mà tính toán như vậy là người ta vẫn đang nói là kiểu như là tính của trong lỗ thôi. Mà không tính đến những cái rủi ro. Thí dụ như là vấn đề quản lý tài chính của nhà trường có vấn đề. Hoặc là nhà trường cũng có thể là không phải chỉ dùng cái tiền này. Đúng không? Để đầu tư cho cái chuyện mà giảng dạy hay học tập của nhà trường. Hay là đầu tư thêm một cái chuyện gì khác. Và thậm chí là kể cả đại dịch. Đấy. Chúng ta hình dung rằng là đại dịch Covid thì khá nhiều cơ sở, nhất là cơ sở mầm non, thậm chí là giải tán, thậm chí là chuyển nhượng. Thì những cái rủi ro như vậy thì có thể dẫn tới những cái chuyện mà nhà trường không thực hiện được cái cam kết phụ huynh. Và tôi biết là cái câu chuyện mà nó xảy ra là xảy ra là từ tháng 9 năm 2023 khi mà nhà trường ấy là không không hoàn được tiền cho những cái phụ huynh mà đến lẽ ra nhà trường phải hoàn tiền. Đấy, và cái số mà phụ huynh không được hoàn tiền thì thậm chí còn căng biểu ngữ để mà biểu tình để đòi lại tiền. Còn cái câu chuyện mà xảy mới xảy ra đây là do là nhà trường chậm lương giáo viên và và giáo viên bình công không dạy và như vậy là rất nguy hiểm. Vì vậy cho nên là trong cái chuyện tính toán này mà 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 tôi lại được biết là những cái hợp đồng mà cho vay kiểu như thế này ấy, thì nó chỉ là hợp đồng dân sự thôi. Cho nên xử lý hình sự cũng là một cái điều khó khăn. Và trong cuộc họp với phụ huynh thì trường quốc tế Mỹ Việt Nam đã kêu gọi phụ huynh là đóng góp 125 tỷ đồng để vận hành ổn định đến hết năm học 2023-2024. Câu hỏi đặt ra là nhà trường đã chi tiêu như thế nào, có thực sự dùng tiền huy động của phụ huynh để đầu tư vào giáo dục hay không ạ? Thì cái này thì thực ra mà nói về mặt quản lý tài chính của nhà trường thì thực ra là một người ngoài cuộc như chúng ta là rất khó biết và hiện giờ cũng chưa có một thông tin gì cả cho nên cũng rất là khó đoán. Tuy nhiên là đây có vấn đề đặt ra rằng là liệu là với 125 tỷ đó đúng không? Thì liệu nhà trường có bảo đảm được duy trì hết năm học hay không? Và nếu như mà giả sử duy trì được hết năm học thì sang năm học sau nó là như thế nào? Vì vậy cho nên là và tôi được biết là đã có những cái tài khoản để mà phụ huynh quyên góp để nộp cái số tiền 125 tỷ này hình như là cũng được 7 chục tỷ thì đó rồi. Tuy nhiên là cái chuyện mà đủ 125 tỷ mà đảm bảo được hết năm học thì tôi nghĩ là nó vẫn là một câu hỏi. Dạ vâng. Và ông có thể cho biết là cái những rủi ro mà các em học sinh ở trường quốc tế Mỹ Việt Nam sẽ phải đối mặt nếu như mà trường này không hoạt động được nữa là như thế nào ạ? Nó rủi ro ở chỗ này này và tôi nghĩ rằng là là đấy như tôi nói ban nãy là kể cả có đủ 125 tỷ và giả sử có hết năm học này thì vấn đề là bài toán của năm học sau là như thế nào? Bởi vì cái số tiền mà phụ huynh quyên góp và nộp theo các hình thức ấy, là để đảm bảo cho con em người ta được học toàn bộ đến lớp 12 chứ không phải là học nửa chừng và việc chuyển trường thì tôi biết là sở dục đào tạo thành phố hồ chí minh rất tạo điều kiện để các em chuyển trường tuy nhiên chúng ta hình dung rằng là chuyển trường không phải là chuyển đơn giản bởi vì với cái chương trình học của trường quốc tế mỹ việt so với những chương trình học của các trường phổ thông hiện nay có khập khỉnh không còn nếu khập khệnh thì quả là bài toán rất khó khăn đây cũng là lý do mà tại sao trường như vậy mà hầu hết các phụ huynh đều muốn con tiếp tục học bởi vì ra trường khác chương trình khác là rất khó theo vâng cái hình thức mà đầu tư cho giáo dục, hình thức huy động vốn mới xuất hiện ở Việt Nam trong những năm gần đây, được. việc huy động số tiền không nhỏ từ phụ huynh rõ ràng là không hề đơn giản. Nhưng theo ông tại sao vẫn có nhiều phụ huynh quyết định đầu tư, mặc dù là dù thông tin là mù mờ hay là điều kiện lỏng lẻo, chúng ta hình dung rằng là không phải chỉ có cái chuyện đầu tư này mà trong rất nhiều lĩnh vực đầu tư trong xã hội ấy, thì là cũng rất nhiều người là 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 luôn luôn nghĩ phần thắng về mình vì vậy cho nên là vẫn có những cái tình trạng là thậm chí là cho vay với lãi suất cao mà vẫn cứ tưởng rằng là thực hiện được đấy chúng ta biết rồi vừa rồi có những cái vụ việc đấy và và phụ và là người dân ấy là đầu tư vào thế nhưng mà chẳng hạn là 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 cái người mà vay mình không có khả năng chi trả đấy vì vậy cho nên là trong cái bài toán về đầu tư tài chính thì là chúng ta phải tính là những cái rủi ro và có đủ niềm tin hay không đấy. thậm chí là trường vận hành như thế nào thì thậm chí là không biết đặc biệt lấy vòng quay của tài chính của nhà trường chẳng hạn thì tôi nghĩ là sở dục đào tạo cũng khó có đủ chuyên môn để có thể quản lý được rồi các ngành chức năng của ủy ban quản lý như thế nào để mà đảm bảo rằng là nhà trường có thể đáp ứng đúng cái cam kết đối với phụ huynh là điều rất khó khăn dạ vâng như vậy là với những thông tin mù mờ mập mờ như vậy thì bản thân các phụ huynh cũng phải bây giờ sẽ phải cảnh tỉnh rất là nhiều đúng không ạ không nên uh, tin vào những lời cam kết ban đầu như vậy có ý kiến đề xuất là cần cấm các gói đầu tư vào giáo dục nhưng có vẻ là không hợp lý và thiếu cái tính khả thi bởi việc huy động vốn dựa trên nguyên tắc tự nguyện giữa phụ huynh với nhà trường. Và nếu các trường sử dụng đúng mục đích tạo tính ổn định lâu dài thì rõ ràng là sẽ có lợi cho phụ huynh. Quan điểm của ông về cái vấn đề này như thế nào? Tôi nghĩ rằng là cấm thì không đúng bởi vì rằng là cái quyền mà huy động xã hội ấy để mà mà gọi là đầu tư cho giáo dục thì đấy là chủ trương rất đúng đắn của đảng ta và thực ra mà nói là là nhờ có chủ trương này đặc biệt là từ khi khi mà có các trường ngoài ngoài công lập rồi những trường tư thục thì rõ ràng nó giải quyết một cái nhu cầu học tập rất rõ tôi nói chẳng hạn như hà nội chẳng hạn thì các trường trung học phổ thông ở hà nội chỉ có thể đảm bảo cho khoảng hơn sáu mươi học sinh vào vào lớp 10 thôi thế nếu như mà chúng ta lại không có những cái trường tư thục hay ngoài công lập thì làm học sinh mà vào lớp 10 ở hà nội đi học ở đó do đó là chủ trương rất đúng tuy nhiên ở đây chúng ta cần phải có cái cách để mà quản lý không phải chỉ là duyệt đề án để thành lập trường đơn giản mà phải xem xem rằng là anh phải đưa ra những quy chế tài chính và những cam kết với sở dục đào tạo như thế nào để anh thực hiện được là duy trì được là nhà trường có thể là giảng dạy học tập một cách bình thường chứ không xảy ra những cái kiểu như là trường quốc tế Mỹ Việt này. Vâng. vâng. Như vậy chúng ta không nên cấm ạ. không nên cấm bởi vì à, những trường tư thì cũng rất cần cho những con em mà không vào trường công chẳng hạn hoặc là có nhu cầu khác vâng và không phải đâu tức là bản thân trường công mình làm sao đáp ứng đủ được. không đáp ứng Đấy đủ như được. tôi nói như là trung dạ. học phổ thông của hà nội thì làm sao đáp ứng đủ Đấy nhưng mà ở đây thì tôi muốn suy nghĩ này thì tôi không phải là chuyên gia kinh tế dạ. cũng không nắm được luật về tài chính nhiều dạ. lắm nhưng mà tôi nghĩ rằng là phải chăng những cái việc mà quyên góp huy động vốn kiểu như trường quốc tế mỹ việt là một hình thức bán trái phiếu mà không ừ. phải là bán trái phiếu. Dạ. Vậy nên chăng chúng ta phải coi chuyện này là bán trái phiếu. Và chúng ta nên nhớ rằng là cái việc một đơn vị, một doanh nghiệp nào đó bán trái phiếu ra phải được kiểm duyệt một cách cực kỳ chặt chẽ. Đấy, hình như chúng ta có sở ở chỗ này. Vì vậy, cho nên nếu như đứng về xem luật ấy, thì tôi nghĩ rằng là trong những trường hợp này, bây giờ nó mới xảy ra trong giáo dục thì chúng ta cần phải có một quy định khi nào đúng không? điều kiện nào thì anh mới được huy động vốn theo kiểu nộp học phí như là trường quốc tế Mỹ Việt? Vâng, nhiều ý kiến cho rằng là đã đến lúc phải có các cơ chế kiểm soát, giám sát chặt chẽ hơn trong việc huy động vốn của các cơ sở giáo dục như thế này. Vậy thì vai trò của nhà trường, phụ huynh và các cơ quan chức năng quản lý nhà nước cần phải thực hiện ra sao để tránh xảy ra những trường hợp tương tự như vừa rồi kéo theo thì rất nhiều hệ lụy? Thế Như tôi nói ban nãy thì là đối với sở giáo dục đào tạo hay là ngành giáo dục thì cần phải tăng cường cái quy chế để khi mà xét duyệt một cái đề án thành lập một cái trường ngoài công lập hay là tư thục. Thứ hai nữa là trong quá trình hoạt động của nhà trường thì sở giáo dục đào tạo đấy thực ra mà nói là quản lý về mặt chuyên môn là chính thôi. Thế thì còn ủy ban nhân dân nữa đấy thì phải nên có cái bộ phận mà anh hoàn toàn anh phải theo dõi được cái tài chính của trường như thế nào để tránh rủi ro cho học sinh. Bởi vì thực ra mà nói là đối với phụ huynh là không biết kêu ai nếu như mà không có các cơ quan quản lý về mặt tài chính uh, có gọi là chức trách nó 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 rất là cụ thể để mà quản lý cái việc này thì những người dân uh, chúng ta không thể nói là những người dân là là họ không hiểu biết thì bởi vì nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ quyền lợi của người Dạ vâng. À, xin cảm ơn những ý kiến của tiến sĩ Lê Thống Nhất đã đến trường quay hôm nay và có những ý kiến mà chia sẻ xung quanh cái vấn đề về khi trường học trở thành con nợ, một vấn đề rất đang nóng hiện nay trong dư luận xã hội. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình chào buổi tối ngày hôm nay. À, kính chúc quý vị có một buổi tối an lành, hạnh phúc bên người thân trong gia đình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.